Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng con iPhone 11 Pro Max này của mình nó bị iPhone bị vô hiệu hóa nhé. Bằng cách là mình sẽ chạy lại phần mềm cho nó. Con iPhone này của mình bị vô hiệu hóa là do mình nhập sai mật khẩu nhiều lần nhé. Mình đã bị quên mất cái mật khẩu của nó. Rồi bây giờ thì các bạn cần phải có máy tính nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn cần phải cài đặt cho mình là iTunes. Thì cái cách cài đặt iTunes hay là vào cái chế độ Recovery Mode thì mình cũng có một cái video ở dưới phần mô tả rồi nhá. Thì các bạn vào đó để coi cái cách để chúng ta có thể cài đặt iTunes và vào trong cái chế độ Recovery Mode để chúng ta chạy lại phần mềm cho chiếc iPhone 11 Pro Max này nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ thực hiện luôn này. Mình sẽ kết nối chiếc iPhone này của mình với máy tính bằng chính cắp sạc của nó nhá. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone của mình nhá. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở iTunes của mình lên này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm phím như này nhá. Mình sẽ bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng, sau đó là mình bấm giữ nguồn. Đến khi mà vào trong cái chế độ treo cáp, chính là chế độ Recovery Mode, thì mình sẽ nhả phím nguồn ra nhá. Mình bấm này, tăng âm lượng, giảm âm lượng, bấm giữ nguồn này. Các bạn cứ bấm giữ nhé, bao giờ nó treo cáp thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra. Ok, mình nhả phím nguồn ra nhé. Như này là mình đã vào trong chế độ Recovery Mode rồi. Ở trên iTunes của chúng ta sẽ hiện lên cái bảng đó là cái iPhone của chúng ta có vấn đề nhé, và nó yêu cầu update hoặc là restore. Thì ở đây chúng ta có hai tùy chọn này. Nếu mà các bạn nhớ lại được mật khẩu của chúng ta thì các bạn có thể là chọn cái tùy chọn là update nhé. Thì sau khi mà nó update xong thì có khả năng là các bạn cần phải chờ đợi thêm khoảng 1 tiếng thì nó sẽ cho phép chúng ta nhập lại mật khẩu một lần. Nếu mà các bạn nhập sai mật khẩu thì nó lại bị vô hiệu hóa cái lỗi iTunes, thì chúng ta cũng có thể là thực hiện lại để chúng ta chọn cái tùy chọn đó là restore. Với cái tùy chọn restore này thì nó sẽ đưa chiếc iPhone của chúng ta về cái trạng thái ban đầu, trạng thái xuất xưởng, và tất cả dữ liệu của chúng ta sẽ bị xóa hết nhé. Và bắt buộc các bạn cần phải nhớ cái tài khoản iCloud mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại iPhone của chúng ta nhé. Rồi ở đây thì mình vẫn không nhớ được cái mật khẩu iPhone của mình, chính vì vậy mà mình sẽ chọn là restore này. Rồi mình sẽ chọn là restore and update này. Ở đây thì mình đã tải cái phiên bản phần mềm này về rồi nhá. Chính vì vậy mà bây giờ nó giải nén luôn này. Còn nếu mà các bạn chưa tải về thì ở đây nó sẽ có cái chỗ có cái mũi tên tải về nhá. Thì các bạn cần phải chờ đợi cái quá trình tải xong nhá. Đó, ở đây thì nó giải nén luôn này. Nếu mà các bạn nhớ lại được mật khẩu thì các bạn chọn update thì các bạn sẽ không bị mất dữ liệu đi nhá. Còn ở đây thì mình bị quên rồi nên mình bắt buộc mình phải chọn là cái restore rồi. Và đương nhiên nếu mà trước đó mà các bạn đã sao lưu những cái dữ liệu quan trọng lên iCloud rồi thì cái việc mất tất cả dữ liệu của chúng ta cũng không quá là quan trọng nhá. Vì là những dữ liệu quan trọng của chúng ta đã được sao lưu lên iCloud rồi thì các bạn chỉ cần đăng nhập cái tài khoản iCloud của bạn vào thôi thì tất cả những cái dữ liệu quan trọng đó của chúng ta sẽ quay trở lại iPhone nhá. Đây các bạn để ý này, nó đang chờ đợi iPhone của mình nhá. Ok, các bạn để ý này, ở trên iTunes của mình thì nó đang báo là Restoring iPhone Software. Và trên iPhone của mình thì nó cũng bắt đầu chạy cái thanh này rồi. Thì nó sẽ chạy hết cái thanh này nhá. Đoạn này thì cũng khá là lâu nên mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Các bạn ý nhá, bây giờ iPhone của mình nó sẽ khởi động lại một lần nữa này. Trên máy tính của mình nó báo là quá trình restore đã thành công rồi này. Đó, bây giờ thì mình cũng không cần kết nối vào máy tính nữa nhá. Mình sẽ đợi iPhone của mình nó sẽ khởi động lại và nó sẽ chạy lại cái thanh nó một lần nữa nhá. Đây các bạn ý này, nó chạy lại cái thanh này một lần nữa. Và cái lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn lần trước nhá. Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn này. Ok các bạn để ý này, như vậy là điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhé. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần thiết lập một vài bước nữa là chúng ta có thể là vào sử dụng được điện thoại này. Ví dụ đây mình sẽ vào đây nhé. Rồi mình chọn là thiết lập thủ công này, mình chọn tiếp tục này, mình kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi mình chọn kết nối này. Các bạn chờ một chút nhé, chờ nó kích hoạt iPhone của mình. Đó, các bạn để ý, nó dừng ở cái màn hình là iPhone bị khóa cho chủ sở hữu. Thì các bạn cần phải điền cho mình cái tài khoản iCloud mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên iPhone của chúng ta nhé. Ở đây thì mình có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là mở khóa bằng mật mã này. Để mình thử nhập, mình nhớ lại xem mình có nhập được cái mật mã này không nhé.
Đó, mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ bấm vào là sử dụng mật mã thiết bị này. Đó, rồi mình sẽ điền cái mật khẩu mở khóa màn hình của mình vào xem. Nếu mà mình nhập đúng cái mật khẩu mở khóa màn hình của mình vào thì mình sẽ vào sử dụng được iPhone luôn nhé. Do mình vẫn không nhớ được cái mật mã mở khóa màn hình đấy, thế nên là bây giờ mình bắt buộc mình phải điền cái tài khoản iCloud của mình vào nhé. Còn nếu mà các bạn không nhớ được cái tài khoản iCloud thì chúng ta không thể nào vào sử dụng được iPhone đâu nhé. Bây giờ thì mình sẽ điền cái tài khoản iCloud của mình vào này. Ok, mình đã điền xong cái tài khoản iCloud của mình vào rồi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm tiếp này. Đó, các bạn để ý nhá, mình đã nhập được vào rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chọn tiếp này. Rồi thiết lập ID này thì mình có thể là cài đặt sau nhá. Mình sẽ bấm là thiết lập sau này. Tùy chọn mật mã này thì mình cũng sẽ cài đặt sau đi. Không sử dụng mật mã này, không sử dụng mật mã này. Tùy các bạn nhé, các bạn có thể là đặt luôn. Ở đây ứng dụng và dữ liệu này, tốt nhất là các bạn sẽ bấm cho mình là không chuyển ứng dụng và dữ liệu nhá. Ở đây thì mình có thể đăng nhập luôn vào cái tài khoản ID Apple của mình luôn nhá, tài khoản iCloud của mình luôn. Mình sẽ bấm tiếp này. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập cái mật khẩu tài khoản iCloud của mình vào nhé. Rồi mình sẽ bấm là tiếp này. Rồi đây thì có cái xác thực hai yếu tố nó tự điền vào rồi nhé. Đó, ở đây mình bấm đồng ý này. Rồi ở đây thì nó yêu cầu là mình nhập cái mật mã cũ vào này. Ở đây mình sẽ điền một cái mật khẩu cũ của mình vào coi sao nhé. Cái mật mã cũ trước đây mà mình đã đăng nhập ở trên con iPhone này đấy. Cái mật mã này là mật mã cũ chứ không phải là cái mật mã mà mình mới đổi hôm mình bị quên nhé. Mình sẽ nhập cái mật mã cũ của mình vào để coi sao. Ở đây nó báo là mật mã không đúng này. Mình sẽ điền một cái mật mã cũ nữa của mình để coi. Cũng không đúng rồi nhé. Rồi ở đây mình sẽ chọn vào là bạn không biết mật mã của iPhone đi. Mình sẽ bấm vào nhập mật mã sau này. Rồi mình sẽ bấm tiếp tục. Mình sẽ bấm bật định vị luôn này. Tiếp tục này. Chia sẻ với Apple này. Chia sẻ với nhà ứng dụng. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Đó, mình vuốt lên trên. Đó. Như vậy là mình đã vào được cái iPhone của mình để có thể sử dụng được bình thường rồi này. Và công việc của bạn bây giờ là mình sẽ chọn là OK đi. Công việc của bạn bây giờ là các bạn có thể là cài đặt Face ID và mật mã ở đây nhé. Đó, các bạn tự cài đặt được. Rồi, ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái tình trạng iPhone 11 Pro Max bị vô hiệu hóa thành công rồi nhé. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.